Mới đây, clip ghi lại cảnh Ngọc Trinh liên tục dùng tay kéo váy che chắn, tránh hở hên khi xuống xe đang thu hút sự chú ý của nhiều người. Trong showbiz, Ngọc Trinh có lẽ là cái tên ăn mặc táo bạo bậc nhất. Cô nàng không ngại diện những bộ đồ gây tranh cãi, bất chấp việc mình có thể phải nhận gạch đá từ dư luận. Không ít lần, cộng đồng mạng tròn mắt ngạc nhiên về phong cách thời trang của chân dài gốc Trà Vinh. Có lẽ vì vậy mà mỗi lần cô xuất hiện tại một sự kiện nào đó, mọi người lại tò mò không biết Ngọc Trinh sẽ mặc bộ nào đây? Có thiếu trên hụt dưới nữa hay không? Trong lễ trao giải WebJoy Award 2020 tại thành phố Hồ Chí Minh cách đây không lâu, Ngọc Trinh tham gia và nhanh chóng là tâm điểm sự chú ý. Xuất hiện trên thảm đỏ, cô nàng khoe vóc dáng thong thả, làn da trắng sáng không tì vết. Thế nhưng, bộ váy vàng lại nhận về khá nhiều ý kiến trái chiều. Có người khen nó lộng lẫy nhưng cũng có ý kiến cho rằng nó quá bó sát và ngắn, khiến người mặc có thể bị hớ hên bất cứ lúc nào. Bằng chứng cho việc này là đoạn clip ghi lại cảnh Ngọc Trinh bước xuống xe ô tô trước hàng trăm ống kính người hâm mộ. Cô nàng chật vật dùng tay kéo váy cũng là để che chắn cho bản thân. Hành động này khiến nhiều người xem cũng ngại ngùng thay cô nàng. Khi bước lên thảm đỏ, Ngọc Trinh liên tục sửa váy. Đỗ Long còn phải đến gần để trợ giúp đàn em. Clip Ngọc Trinh kéo váy nhận được lượng tương tác lớn trên mạng xã hội. Đa số đều đồng cảm với người đẹp khi diện váy khó khăn. Ngoài ra, cộng đồng mạng còn dành lời khen ngợi đôi chân dài miên man, thân hình không chút mở thừa của cô. Một số fan nhắn ekip của Ngọc Trinh nên che chắn cho cô kỹ hơn sau này để tránh việc không đáng có xảy ra. Về phần Ngọc Trinh, cô nàng lại không cảm thấy phiền hà vì chiếc váy này. Nữ chính vòng eo 56 thoải mái tự tin sải bước trên thảm đỏ. Cô còn đăng những clip mình bước xuống ô tô lên Facebook, TikTok